Hương Sắc Đồ Sinh đã có mặt ở nhà vườn Dũng Tân, thành phố Sông Công, Thái Nguyên. Đến đây đúng là một vườn cây cảnh đẳng cấp của khu vực Thái Nguyên. Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ đi chia sẻ những hình ảnh để chúng ta cùng thưởng thức. Chưa có, chưa gặp. Chưa có cây nào cây đá tiền đâu. Chưa gặp. Vì trong cái tạp chí du lịch sinh thái và nhà vườn và cây cảnh nghệ thuật đó, là mình có muốn có một hình ảnh của cơ sở Dũng Tân ở trong ấy. Trong cái trang quảng cáo mà. Một không gian xanh thôi. Nhưng mà đến nhà vườn Dũng Tân, mình trước hết mình chia sẻ cái hình ảnh này trước. Và sau đó Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ mời các bạn chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai đỉnh điểm của nhà hàng Dũng Tân ở phía sân đối diện. Trong khuôn viên của cơ sở Dũng Tân, Hương Sắc Đỗ Sinh sẽ chia sẻ với các bạn hai video. Video thứ nhất là quang cảnh chung tổng thể khu bên sinh thái nhà vườn. Và video thứ hai sẽ là chi tiết những tác phẩm bonsai đỉnh điểm của khu vực nhà vườn Dũng Tân. Tôi dừng hình đây, anh em mình chụp kiểu ảnh kỷ niệm nhỉ. Khu vườn thứ hai là khu vực những tác phẩm bonsai đỉnh điểm của khu
cơ sở Dũng Tân. Đây là một tác phẩm phi lao song siêu. Đối với nhà cơ sở vườn cây cảnh Dũng Tân này, như đánh giá của những người yêu bonsai trên cả nước, đây là một cơ sở đứng thứ nhất của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và khu vực miền Bắc cũng được xếp vào những cái top mà những vườn đẹp nhất. Tác phẩm cây sung.